À, xin chào, Rồi. chào anh Cầm. Mời anh Cầm đóng góp ý kiến để cho nó sum tụ lên anh Cầm. Thượng đài đi anh. Chào Chị Cầm. thư chào thơ quan, lâu quá, 2-3 năm là mới gặp lại, làm không có lên diễn đàn là cũng thiếu cái gì đó. Mới À, 8 năm rồi. chào, mất 2-3 năm hả? À, chào tất cả mọi người dưới diễn đàn thơ quan nha. À, thì mình nói cái này là cái chuyện mà về cái sự so sánh giữa hầm bà đằng sân khấu của Việt Nam mà nó cứ so sánh với nước ngoài, thì mình đã nói rất là lâu, rất là nhiều lần rồi. À, giống y chang như Thượng Thế nói, mình chỉ nói là mặt bằng chung là cái giá trị của cái đồng tiền nó không ở cái chỗ là mày tiền cao hay là tiền mắc, nhưng mà cái gọi là cái sức mua tương đương, nó đúng vậy đó, y chang vậy đó. Mình nói mấy năm rồi mà nó đi nó lại hoài, mình cũng chán điều chán nói. Hôm nay là ngày sinh nhật của Bác Hồ, nói thẳng là như vậy, thì ta cũng có đôi lời tâm sự chút, nói là cá nhân tao thôi nha, không có nói nhiều nhiều tất cả mọi người. Thì đối với những người như tao thì từ ngày giải phóng, chứ giải phóng tới ngày mà năm 80 tao cũng không biết, cái thế kỷ trước đó là năm 1980, tao cũng chưa biết Bác Hồ là ai, mặc dù tao làm cơ quan nhà nước mà tao không biết Bác Hồ là ai. Là bởi vì thời xưa đó mày mày thứ nhất là thời bao cấp, mày không ăn rồi xong rồi được vô cơ quan nhà nước làm, mà nó làm ngày năm nào cũng vậy, trời ơi, ngày quá độc. Bây giờ nó gọi là cái gì, sạc tay ngày xưa, bây giờ gọi là cung thiếu nhi thành phố, phải không? Thì cũng làm pano tới ngày lễ này kia cũng kéo bằng cái rồi, nhưng mà mình ở trong cái đầu của mình không có nghĩ cái chuyện gì cả, mình chỉ biết làm, mình là công nhân, mình làm tới ngày lễ rồi mình lính, là mình là lính, là rồi sai đâu làm đó, rồi cũng làm văn nghệ. Nhưng mà cái khái niệm vừa Hồ Bác Hồ không có trong đầu, nó thẳng là vậy, không có cái ấn tượng gì cả, thì bởi vì tao là lính bị mà nói vậy, thẳng là vậy. Nhưng mà những cái năm sau mà khi qua bên xứ người rồi đó, bắt đầu mà rảnh rang rồi, bắt đầu mới chiêm nghiệm lại, mà mình nghĩ mình có những cái câu hỏi rất ư là quấy. Tánh tao là hay hỏi ngược, tánh tao hồi xưa đẻ ngược mà, cho nên tao có những câu hỏi ngược đó. Lý do tại là sao Bác Hồ nhà ta mà đã được cả nước, trời ơi là trời, tao mày tắt cái quạt giùm có bài thơ quan Đâu có sàn quạt đâu. Ủa, Chắc là quạt của tôi thằng quá. là thằng Quạt ừ quá mà thằng tôi nào mà đúng quá. Cái thành ra sau khi mà rảnh rỗi rồi, sau khi đi thai rồi, rồi đó bắt đầu mình ngồi mình chiêm nghiệm lại, mặc dù ngày xưa mà ở trong nước mình cũng làm cơ quan nhà nước, mình cũng đi văn biểu ngữ rồi, mới văn nghệ văn gừng trong ngày quá lao động ngày xưa đó, bây giờ gọi là ngày văn hóa thiếu nhi đó, thành phố á, nhưng mà mình không hiểu gì cả, mình không có một cái khái niệm gì cả. Nhưng mà sau khi mà retire về rồi, bắt đầu mình mới tò mò, bắt đầu mình điều tra nha, bắt đầu mình mới 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 mới, mới khám phá rồi nha. Hồ Chủ tịch là ai, tiểu sử ra thế nào, lý do tại sao, rồi nói chung là vậy. Nhưng mà khi mình càng hiểu rồi mình mới càng thấm, có nghĩa là rồi những cái năm sau này thì tao có một cái sự gọi là cũng là kinh nghiệm dữ dằn lắm, cũng điều tra vô. Một phần nữa là có một, ở trong nước mình là có một cái ông tên là giáo sư cái gì ta, ở gì Bảo Bảo nè, ông Hoàng Chí Bảo, Hoàng Hoàng Chí Bảo, cái gì, đúng Hoàng rồi, Chí Bảo. ông ngoài lại kể những cái câu chuyện của Bác Hồ nhà mình đó, đó là một một cái xúc tác là mạnh mẽ đối với tao. Cái thứ hai nữa, tao tính hay đa nghi mà đúng không ta, rồi xong rồi mình tự hỏi Bác Hồ như thế nào mà để các lãnh tụ các đất nước đi mỗi lần đi qua thăm đất nước mình là phải vào lăng, phải cúi đầu chào, phải đặt vòng hoa tưởng niệm, cái đó là chưa nói, còn tất cả những chuyện khác lớn lao hơn nữa, tất cả mười mấy mấy chục nước ở đất ở các đất nước ở thế giới đều dựng tượng và đều tôn thờ Hồ Chủ tịch của mình, đó là cái điều quan trọng mà chưa bao giờ trên thế giới nào, nói thẳng là trên thế giới thì chưa có một cái nhân vật nào mà được vinh dự như vậy, kể cả tổng thống Putin đó là cái ông mà hiện giờ tôi gọi là nghề về gấu ngai đại đế đó, còn phải qua nghiêng mình đủ rõ ràng mới đứng trước kẻ, thì mình mới tự hỏi điều là rõ ràng đó là chưa nha. Nó còn cái này nữa, nó còn cái này này nè, bữa nay thì sinh nhật Bác thì mình cũng muốn tỏ tài tỏ một cái tấm lòng của mình đối với chưa, cái Liên Hiệp Quốc á, cái công nhận là Bác là một người vĩ nhân của nền văn hóa nhân loại, đúng không, đúng không mày, thứ nhất UNESCO, Đúng rồi, nhưng qua thế giới, UNESCO ở Trung Hoa thế giới dạ, đúng rồi, đấy, vậy tôi nó công nhận. đúng rồi,
như vậy thì tao hỏi mày nó quá tuyệt vời. Thì sẵn sàng năm nay tao được cái danh dự là tao ở Việt Nam, tao ăn được nhiều cái lễ mà nó rất trọng đối với tao là trọng đại, là bởi vì thứ nhất là vừa ăn 30 tư vừa rồi ăn lễ đã ăn luôn, lễ lễ đã đã ăn quá xíu mà không có lễ tao cũng ăn luôn nữa thầy khỏi rồi đó. Thì cái lễ đứa cái chồng lễ vậy mà tao càng ngày tao phì đó mày, tự nhiên bây giờ thấy tao bập bập quá trời luôn đi đâu nhưng mà mà ăn cái đi mặt còn mệt do xíu rồi mặt rồi do rồi mặt lúc còn kia do rồi rồi sắp sửa rồi 2 tháng 9 nữa sắp sửa tới nè rồi nói chung là nhiều lễ lắm rồi ăn ăn mệt xỉu luôn. Nói như vậy để mình hiểu rằng cái điều này là mình rất là trân trọng, mình rất là có một cái kỳ này về được ăn lễ 30/4 rồi lễ coi như là kỷ niệm sinh nhật bác. Tao tính rồi mà tao tao hôm qua nay đi về mệt quá tao nhậu không có được cho nên ra tao mệt quá tao nhậu đi cái đáng lẽ tao tổ chức ở nhà nhậu rồi kêu tao qua nhậu rồi kêu tôi quan ra nhậu hoặc bà đại khái gì để tổ chức mà mượn mượn mà mượn để mình xỉn chơi được khái vậy nhưng mà mệt quá chịu không nổi rồi ngày mai nè ngày mai ngày mốt kìa tao phải đi Phan Thiết chơi nữa nói chung là đi dữ lắm kìa tao đi tao đi dữ lắm rồi ít nhất là 17 tay xuống mày đó mà tao hứa rồi Trời ơi là đi trời. dữ lắm đi đi xỉu luôn. Tao mới đi Cần Thơ về nè trời bình mẻ đen thui lùi mà nó mệt quá trời đất bị say nắng luôn. Thôi nói như vậy đi mày hiểu rằng là tao biết được tâm sự của tao, nghĩa là tao đã nhận thức được nói chung là Bác Hồ là ai, là sự nghiệp rất cao, tình cảm Bác đối với dân chúng như thế nào thì đối với tao là đó là một sự thiêng liêng rồi mình không bàn cãi nữa. Thì tao có một chút xíu lời nói để tao hiểu rằng năm nay tao được vinh dự ở Việt Nam mà mình sưu lục lại mình điều tra mình gồm những cái tư liệu bao quát phổ cập các cái rồi xong rồi tao có một số vốn về Bác Hồ hơi khá 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 nên đàn nào nói chung là đụng ra ông là tao chửi đánh rẻ là vậy. Và tao rất là bực là ở chỗ là có nhiều người họ biết nhưng mà họ vờ, có nghĩa là họ biết chắc chắn điều sai nhưng mà vẫn vậy. Còn nói chuyện gì vấn đề mà cái những cái đài mà chống phá bên Việt Nam mình sống ở Việt Nam mà thì nhiều lắm nó vô số kể kể cả những cái đài truyền hình cà chớn cà cháo của mấy ai kia gãy gãi gì đó ví dụ như là mình có kịp được kêu quyền kêu tên đó mày cho luôn hả Anh hả? tao đó thằng Quang Anh kìa à, tưởng là anh được được có nêu kêu tên tên mấy nha. cái đài ra không Thoải mái đi, muốn nói hỏi mày à? Đại đi. khái Nhắn vậy lại nè cái gì không? tao nói cho mày chẳng hạn như cái thằng Direct Phạm nè à, thằng Đỗ Dũng Ôi nè trời ơi nó trời mấy cái ơi. mày thấy là mấy cái đó là mang tiếng trời ơi thiệt mày khổ lắm rồi có thứ gì vậy chuyện về bất ngờ rồi xong rồi chuyện sự thật không ngờ rồi chuyện gì nói chung là bây giờ cái nhà nước Việt Nam mà ông thủ tướng ông đi cầu nó cũng kêu nó cũng biết luôn Bình luận nói chung sâu là đúng không? Gọi à, là bình bình luận luận sâu sâu rồi tập rồi là biết rồi là cái thằng biết Direct là thấy tôi buồn Phạm cười với ai? khổ vậy đó đủ mấy cái đòi cái đài kia bằng đài mất dạy đủ cái đài khốn nạn đủ tao thiệt mà tao chửi thẳng luôn cho tao cái sợ chó gì mà khổ vậy bên này Sợ nó nhà mấy mới thằng đó mới đặt bao sợ làm đéo gì mấy người đó tao đâu có khác mấy người đâu mày sợ tụi nhiều thằng là tại vì nhiều lắm nhưng mà bởi vì tao biết rồi thấy nó xàm quá đi biết không nó xàm quá đi đội mày nghĩ là coi tao chụp hình kìa mẹ người ta thiếu người này thiếu người kia đủ má thí dụ như tao chụp hình nguyên đóng gia đình tao thiếu này thiếu kia ồ nó đem ra nó cũng đặt vấn đề đủ quá bắt đầu đâu á ông Phạm Minh Chính ông đi vô toilet chứ có gì đâu đủ mày đặt đủ quá mệt tụi nó ghê tao riết nghe riết cười biết cười thôi có nghĩa là thật ngồi đó ra mà sao thật mày nói ra đi đó mấy cái thằng này nè trước đây á, tôi nó mỗi lần mà tôi nghe cái gì đó là tôi nóng máu lên là tôi chơi lại liền à tôi chơi tôi khoan không liền à phải nhưng khoan để tôi nói hết nhưng mà sau này á sau này tôi ừ nghe riết nó chỉ có một cái giai điệu đó nó lặp tới lặp lui hoài nó không có cái gì khác hết không trơn có á gì mới ừ ở cho nó nên là vậy tôi thôi biết là tôi không thèm cãi giả không thèm đúng giọt không thèm này nữa mệt giống mỏi người quá. ta người ta giống như cha người ta bởi vì cái chuyện đó nó thiệt mày 70 triệu dân rồi 100 triệu dân gì rồi nghe nói không là người ta đã cười rồi nên nhiều khi mình cũng không cần lên phản biện lâu lâu ngồi buồn bị chửi chơi chứ thực chất thì nhiều khi cũng không đi trong bụng nữa bởi vì nó nhàm quá đi mày không nó nhàm nó mất chuyện là nó giống như chơi như là người ta đi chợ một buổi sáng vậy đó bình thường quá đi. Thành ra việc đó thành ra người dân Việt Nam nó buồn cười đó cái chỗ người ta thấy người ta bởi vì nó ở tuốt kia nửa quả địa cầu nó có biết con mẹ gì ở Việt Nam đâu trong khi đó người nhà Việt Nam mà người ta đang ở sống ở trong nước họ này mà thấy rõ ràng đồn ẩu đồn tả nào gì gì, gì Trung Quốc là chiếm tùm lum tà la rồi tùm lum tà nói chung là nó thiêu dệt trong nó thổi phồng rồi chuyện không có đôm đặt nhau chuyện
Trời mệt quá, tao thấy giờ mệt ghê. Ra lúc này tao không thèm chửi tụi nó nữa, bởi vì nó nhàm quá thì phải không, mình không mình để ý nữa. Chứ ngày xưa tao cũng sôi giống như mày, sôi máu lắm, nhưng mà biết sôi máu mình chửi đâu có chết đâu. Đúng quá. Mình chửi đâu có chết, tụi nó chết thì tao chửi thật là đào nó liền rồi, nó đâu có chết. Đúng, khổ vậy. Thôi kệ mẹ nó đi mẹ ơi. Đúng, mệt quá. Bữa nay sợ tự nhiên 2-3 năm nay không có thấy mặt Quang. Rồi cho nên ra nó mới nó lên diễn, nó mới mở diễn đàn tao mừng quá, tao lên hỏi thăm sức khỏe nó. Không biết nó có đi À, ờ đó. mãn À. ha. Nay Thôi lên được là thỏa ừ. mãn rồi. Rồi dạ ok, chào bố cầm mới đến sau. Dạ. Cảm giác bố cầm ở Việt Nam năm nay được vui chơi trong ngày mừng đất nước giải phóng. Đúng rồi. 30/4 Nhiều thì lắm, bố nhiều cảm thấy lắm. thế nào? Vui. Trời ơi, tao nói rồi, tao thiệt mày, tao nói rồi, Vui, có vui hơn biểu tình ở bên Mỹ không? vui hơn chứ. Ừ má tao chửi mày đó, đủ má tao không bao giờ tao đi biểu tình, thậm chí ra đường mà tao đi bộ, ở đây chiều chiều nào tao cũng đi bộ hết trơn á, mà tao thấy mày ở bên đó tao đi bộ để exercise, để giữ gìn sức khỏe này, mà bên đó mà đi bộ cái đó tao không dám đi nữa, chứ đừng nó ở biểu tình, đủ má nó phơ, Ở phơ bên lúc tao này, nên có ở đi bên biểu tình Mỹ không? Nước Mỹ là an toàn nhất, pháp luật nó xịn sò lắm, nó tuyệt vời lắm mà sao Ồ. phải không dám đi bộ. Thôi đồ quá, tao trốn á, đồ quá. Mày đứa cái Ông sợ cái tụi đó tao đồ quá. cái chuyến này ông về ông mua bộ áo giáp, nói chung rồi mua mua bộ áo giáp để mặc tao hỏi vô Đồ khổ bạn. đội áo giáp cho Hôm mà nay cũng mặc bộ áo nghe giáp cho chủ đối nhất sắc được à, nè chủ nhất vô cầm chia sẻ thì cũng hiểu phần nào, thực tế mà nói thì cũng không, cái vấn đề nó so sánh do điện giá điện đấy. không? Thì tại sao chúng ta đặt một câu hỏi nó chỉ có một vài thành phần hay một vài cái nhóm nhỏ nó lên nó kêu gào này đó, nó thừa hiểu cái mục đích của nó là gì. Thế bây giờ cái mục đích cuối cùng của nó thì vẫn thế thôi, nó không có gì thay đổi, đó là Nó nó gì thay tìm đổi mọi cách nó xuyên tạc rồi nó mà bôi nhọ rồi nó làm cho người mấy tìm hiểu á thì cho rằng Việt Nam chúng ta thế này thế kia, đặc biệt là những cái thành phần mà nó đã ít tìm hiểu rồi. Thậm chí không phải là ít tìm hiểu đâu, thậm chí có những thành phần nó có học cao hiểu rộng nó biết đấy, thế nhưng mà nó lại vẫn cứ theo một nó cái vẫn vì một cứ cái lợi ích nào đó. đó là tao nói về đó đi, Nó nó vì hiểu hết cái cái thành phần nhưng mà mục nó đích cá hiểu hết nhân cái của con nó thì người nó vẫn cứ nói thôi, chứ nó không có gì là lạ chứ. cả. Nó vô lý cái chỗ này nè, lúc nào nó cũng đòi hỏi vậy. Ê, tao muốn đa đảng là lý do tại vì con tao nó không có tốn tiền từ lớp 1 lớp 2 nó mà thì Việt Nam mình nó cả chục năm nay rồi, cái chuyện nó xảy ra đâu có lấy tiền đâu mà nó cứ nói ra. Nó cứ nói ra. Bây giờ tao biết là cái cấp 1 cấp 2 đi cấp 3 có tiền, nhưng mà cấp 3 phải không hay cấp 2 không biết nữa, hoàn toàn miễn phí ở dưới đất Việt Nam mình, nó hẳn là vậy. Rồi bảo hiểm xã hội cũng vậy, là cái lúc nào nó cũng rêu ra, nhưng mà ở Việt Nam mình nó đầy vậy, giống như thằng quỷ mà thứ nhất rồi nè, bảo hiểm nó mua đủ là bảo hiểm mà coi như đấy là 100% đó. Thực tế mà Không, nói nói rõ đâu là anh. Nói hả? đi. Nhà nước đóng thì tôi Nói rồi. đi nói lại này bố cầm ạ. Thực ra mà nói tại sao mình không nên, trước đây con đã đặt ra một câu hỏi rồi, được nhất trí thôi. Các anh có một cái nhu cầu đó là các anh muốn đa đảng như Mỹ đúng không? Thế bây giờ nhà nước thu thuế như Mỹ và cảnh sát Việt Nam cũng như cảnh sát Mỹ, công có chịu không? Đồ thằng là Chắc dám chắn trả nó lời không chịu, nó không chịu, không không chịu chịu. là chịu gì nó chịu mà Thế nhưng mà tao nó tao chỉ tao tao muốn là gì? khoái tao Cái này khoái là cái đó bọn mà nó không này, chịu. bọn này là nó ăn mày, nhưng mà không những nó đòi xôi gấc mà nó còn đòi cả gà nữa cơ. Đấy thì chúng ta Mà em quen không lấy làm gì làm lạ với những cái thành phần này cả. gà mà gà Thế chạy nên là bộ nó mới chịu, đủ mà khó nó thế vậy. nên là mấy 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 người mà ở bên Mỹ, mấy thành phần ở bên Mỹ nó bảo là Việt Nam bán hết đất cho Trung Quốc rồi. Đúng Bây rồi. giờ Trung Quốc là người Trung Quốc, người ta mua hết đất ở Việt Nam rồi. Đâu. Thế xong bắt đầu là Tới. con nó bảo đúng rồi, có nghĩa là có những người ở bên Mỹ đó là người ta lo sợ là Trung Quốc người ta mua hết đất Việt Nam. Thế nên người ta mới chung tay đầu tư, rồi người ta mới nhờ người này người kia mua đất xong rồi mất tích đấy. Nó Tao cũng hay nhỉ. Ở không, đấy. đâu Thế có, sao tao người thấy Trung Quốc người tao ta mua được mà người Mỹ không mua được, mà phải nhưng nhờ người này người kia hoặc chung tay đầu tư mua, xong giờ nó đóng phim mất tích rồi giờ đòi đòi đâu? Đòi như thế nào? ê ê Trung mới mà mày nghe cái tin này chưa, tức là thống đốc bang như bang Florida ra là bang gì ta, là nó ra là ký một cái đạo luật là không cho người Trung Quốc mua đất nữa. Đồ người Trung Đúng Quốc nó rồi, qua Mỹ đúng đồ má à, nó quất sạch mắt hết đất đất luôn đồ, bây giờ quản quá bây giờ đó. Việt Nam hồi chưa thấy đồ mà thấy bên Mỹ đó, có là bên Mỹ mà nó đã ra cái luật rồi nha, là không cho người Trung Quốc mua đất nữa.
đó là có thiệt đó luôn đó, có luật luôn á, anh chưa là anh cha tứ quả phơi ra phải không ta, tao không nhớ nhưng mà có trong cái hôm qua là có bộ tiểu bang thống đốc tiểu bang đã ký quyết định là không cho người Trung Quốc mua đất, mà thấy rõ ràng đó, mà thấy nghĩ đâu cái xứ tự do gì kỳ vậy, đó là người gốc quốc tịch Mỹ nhưng mà mua đất thì nó không cho độ, trong khi đó ở Việt Nam mình gọi thoải mái tự do, tao nói không có cái thứ gì mà Việt Nam không có tự do, à, thậm chí mà gì tự do đến mức độ quá trớn, nó sanh ra những cái điều tiêu cực. Tao tức quá, tao lên tao nói, hay tao nói cái tụi kia không nói, không cho dặn tao là nói chỉ bộ số người tao nói thiệt mày, mày cái chưa thấy rõ ràng từ cái chuyện mà Việt Nam mình, người Việt Nam mình nó tự do đến mức độ quá trớn đến mức độ là phải mình với tao phải nói kia, phải lấy dây cột như lưng quần kéo lại mới được. À, thế có nghĩa là như vậy, bất kể ở đâu mày phải hiểu là ở nước Mỹ không, bà bố nói rất là nhiều lần rồi chứ đâu phải nói ít lần đâu, vào những nơi cơ quan công quyền chẳng là sở cảnh sát hay là bệnh viện hay là cái chỗ mày có cộng đồng hoặc là gì đó là im phăng phắc, mày con ruồi nó bay qua mày cũng còn nghe, mặc dù đông lấy số ngồi xuống đó. Ở Việt Nam không có đâu, đủ dân là cha là mẹ, đủ mà đi tứ vô phi trường cũng vậy, cũng vậy, đi bất cứ chỗ nào vậy cũng la hét mà chậm trễ nóng ruột rồi chửi bới này kia. Việt Nam mình một cách khách là cái người dân mình không có ý thức. Thêm thứ hai nữa là tự do, thậm tự do mà tự do đến mức quá trớn, thì tao cũng đã từng nói tôi quay hoài, người Việt Nam ở bên Mỹ thấy Boris chạy tới là nước đáy xuống rước vô mấy quần là nó ướt mẹ rồi, còn ở Việt Nam mình nó còn hỏi chuyên đề đâu, nó còn lấy cái nón bảo hiểm nó quất, không có lấy cây nó quất cảnh sát mới là ghê. Tao nói nhiều cái ngược ngạo bởi vì đâu, bởi vì người dân Việt Nam nó quá ư tự do, nó vượt qua cái làn ranh giới đỏ luôn à. Ý tao rất là nhiều lần tao nói khi ở nước Mỹ, khi một người cảnh sát bận sức phục tới hỏi giấy tờ hoặc chặn đèn chặn xe, mày phải hiểu nó là nó đại diện cho pháp luật, đó là luật tối thượng của nước Mỹ. Mày muốn cái gì không phục hả, lên tòa, còn mày ngay tại giờ phút đó, ngay tại thời điểm đó mày nhúc nhích là mày chết mẹ, mày nó bắn mày thấy mẹ, kêu quỳ là quỳ, kêu nằm là nằm, kêu giơ tay là giơ tay, kêu co cẳng là co cẳng, chồm hổm là chồm hổm, kêu nằm xuống là nằm xuống. Không, nhưng mà khả năng bên Mỹ như vậy là nó văn minh đấy. Thế nhưng mà con hỏi thật một câu này, có phải là đợt trước bố về bố lên live bố nói mạnh quá nên đợt vừa rồi mới về Mỹ nó bị lại, bị nó trục xuất về Việt Nam lại đúng không? Trời trời ổng à, nó có về chính vì cái chỗ đó cho nên nó có một cái nhận xét như thế này nè, là Trung Quốc, nước Mỹ á, là với Trung Quốc á là dân nó sợ chính quyền chết mẹ rồi, dân sợ chính quyền là quản bắn cái bà với nó bỏ tù, còn ở Việt Nam á là không nào sợ nào hết á. Đúng rồi, khổ quá vậy, nó tuột rồi. Tuột. Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra anh vi phạm pháp luật thử anh sợ không? Không. Phải nó nhận xét vậy thôi chứ anh vi phạm pháp luật. Không, cái pháp luật của mình ta đã chấp nhận là có, chẳng phải là không có, nhưng mà nó quá nhẹ, hiểu không? Nó không có làm cho người cái tính cách là đủ sức để người ta răn đe. Chẳng cái anh, ở... bộ luật hình sự nó có quy định rất rõ ràng các khoản, các khung có sẵn hết, nhưng mà thật ra đó thì cái tính giáo dục của người Việt Nam người ta gọi là đức trị, Việt Nam mà đức trị nó cao hơn là pháp trị, cho nên là cái gì đó cũng phải kêu lên làm việc địa phương, kêu lên chính quyền, công an lên giáo dục nhưng... một hai lần, nếu mà không sửa nổi thì người ta mới hốt. Người dân họ đâu có biết được điều đó đâu, trời ơi, nó làm giống như chăng như là lờn rồi thẳng này, mày thấy mình có vẫn còn nặng như đức trị đó. Rồi, khổ cái vậy, đó nó thể hiện cái tính nhân đạo. Rồi, nhân răng cái người mày thà mày nói nhưng mà cái người dân hiểu được cái chuyện thì không nói làm gì, người dân không ấy. Còn vợ phèo ha, mới nó bậy rồi rồi đừng đại, để tao giải thích về nghe này. Tao đây là chính xác à. Năm 2019 bố đi ra ngoài Hà Nội để mà bố đi dự cái đám cưới của con nhỏ cháu ruột, thì con nhỏ cháu ruột ở ngoài Hà Nội, chồng nó cưới trong này nhưng mà chồng nó là ngoài Hà Nội, thì đi ra ngoài Hà Nội để giữ một cái đám cưới được thứ hai nữa là bên nhà trai đãi, thì nó mua vé khoảng mười mấy người nguyên một đoàn vậy, thì trong Vietnam Airlines hay là gì, Vietjet Airlines hay là gì đó, thì trong cái lúc mà vào thì đưa có sự thay đổi về để chuyến bay, thì có nghĩa là bị thí dụ như Vietjet Airlines ở đầy rồi thì bỏ qua Airlines hay là sao giao dịch giữa hai cái sân bay đó, thì chờ má nguyên cái đám nhà tao nè, đàn ông tao biết rồi, không có nói gì nhưng mà kêu cái đám này la hét đủ mẹ đủ má chú rồi làm ăn như cặp được chữ thề tá lả một bên luôn, để nổi cái thằng nhân viên vụ nó đang đợi nó quản quá, nó mới chạy vô nó kêu cái thằng trưởng toán qua chạy kêu năn ra năn nỉ,
Mỹ không có làm gì cái đâu, nó xách đồ ra liền ra ngoài đường, không phải còng tay về ở cái đường mà la, mà rất bất dạy. Đó là tao chứng kiến mà gia đình tao nè. Chứ còn chưa nó còn, mày thấy không? Nó có những cái thước phim mà nó quấy lộn trên nó bay chưa? Chữ tiếp viên trên nó bay chưa? Nó đá vô mặt con. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một bộ phận nhỏ đúng không? Có nghĩa là một bộ phận nhỏ. Dân mà không bao giờ xã hội nào cũng vậy. Một xã hội nào thì nó cũng sẽ có người này người kia. Tao đồng ý mày nói, nhưng mà những nơi công cộng mà không nên xảy ra điều đó, bởi vì thằng Mỹ cũng vậy. Cái gì cái vô bệnh viện này, vô những cái sân bay này là cái sự an toàn để thằng đầu, nhúc nhích là bắt, nhúc nhích là còng, không có xách đầu đi lên xe đem vô kia rồi xong bắt đầu. Bởi vì sao? Họ sợ có sự trị nó có những cái mà giết người để bom này kia, bởi vì nó là công cộng đông người mà. Những chỗ nào đông người là anh không được quyền tỏ thái độ, và anh không được quyền nổi nóng, không được quyền làm gì cả. Nó thẳng là như vậy. Chứ nó không phải lung tung lang tan dấu gì. Người dân Việt Nam nó tự do đến một độ mà quá trớn. Tự do chửi, tự do phản ảnh, tự do chửi rủa, tự do trong ngay cái sân bay luôn. Quay phim người thì anh công vụ nữa chứ, cái ghê chứ. Đâu, khổ. Các bạn ở Mỹ là nó văn minh, nó văn minh nên nó thế. Không phải dân minh, chứ không, tại Việt Nam mình là người dân lờn luật, có nghĩa gì như là Việt Nam, bởi vì biết là chính nhà nước nhà mình là nó không có đủ chức răng đe, thành ra nó cứ lờn thôi. Chứ tao nó lờn đó thôi. Đi thì nghinh. Không, ở góc độ này thì con này có ý kiến như thế này, có nghĩa là thực tế mà nói thì mỗi một quốc gia người ta có một cái quy định riêng, nó phù hợp với quốc gia đó và đặc biệt là phù hợp với cái người dân ở nơi đó. Cũng như là nói gì thì nói, ở Việt Nam mình thì thường là chính phủ người ta quan tâm hơn ở cái góc độ là cái cảm nhận của người dân đó. Có nghĩa là cái cảm nhận người dân về cái vấn đề đó như thế nào. Như con thì con thấy là như vậy là được rồi, đúng không? Còn về ý thức tuân thủ pháp luật thì nó lại khác. Ý thức tuân thủ pháp luật ở đây đó là gì? Đó là không phải là ai người ta cũng vậy, nó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Biết là có những người ta nói rất là, có những câu từ có thể nói rất là thô tục ở những nơi công cộng. Thế nhưng mà cái vấn đề đó có thể người ta nhận thức chưa hết, hoặc vì một chút nóng giận người ta bộc phát lên. Thì cái vấn đề này thì theo con nghĩ ở Mỹ nó cũng có chứ không phải không có. Thế nhưng mà về cách xử lý đó, thì cách xử lý thì nó lại khác. Ví dụ như ở Mỹ mà các anh chửi nhau á, thì có thể là ra tòa. Giống như trước đây ông hai thành phần gì ở Bonsa đó, là ra tòa, xong tòa nó quyết là ông này là phải đứng cách ông kia bao nhiêu mét, không được tới gần. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình á, thường thì người ta lấy cái giá trị nhân văn, giá trị đạo đức và mang tính giáo dục nhiều hơn. Đó là gì? Cái ông đó là cái ông là bánh người, nhưng mà một bánh đầu dân người dân phải ông bánh đầu hầm với ngu kỹ không? Bánh đầu hầm với ngu kỹ đó. Chung quy là những cái câu chuyện mà ở Việt Nam xảy ra thì ở Mỹ nó cũng sẽ có xảy ra thôi, nhưng mà mỗi cái là cách xử lý nó khác, xử lý cách xử lý như thế nào. Với hai nữa là bây giờ chúng ta cũng không thể nói là cái ý thức tuân thủ pháp luật người ta thế này thế nọ được, bởi vì nó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi. Chứ còn những người ta biết á, đặc biệt là người ta biết cái vấn đề đầu tiên đó là tôn trọng người khác, mà tôn trọng chính mình thì không ai người ta lại làm những cái việc đó. Thế thì nó có một cái, khi mà xảy ra một tình huống như vậy đó, thì nó có rất nhiều người đưa ra những cái phán xét nó rất là vô lý. Thế thực ra là cái vấn đề này đó, thì theo con nghĩ là ở quốc gia nào nó cũng có tồn tại của nó, chứ không phải là không. Kể cả ở nước Mỹ nó cũng có, mà nó văn minh như vậy mà nó còn có mà, đúng không? Ở nước Mỹ văn minh thì cảnh sát người ta mới có những cái hành xử như vậy. Đó là anh chống đối thì người ta bắn. Ví dụ như mới đây ở Úc hay ở đâu đó, đúng không? Mới đây này có cụ bà 90 mấy tuổi, 95, 96 tuổi bị bệnh đáng trí, mà cảnh sát người ta còn dùng súng điện người ta áp chế mà. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình á, mà xảy ra vấn đề đó thì chắc chắn là xã hội người ta lên án rất là cao. Thế thì từ đó chúng ta suy ra được là cái tính nhân văn và văn minh nó ở đâu, đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta nó có một cái hay, đó là cái phản ứng về cái vấn đề đó nó mang tính nhân văn ở góc độ là khi mà thấy cái hành động sai thì chắc chắn người ta sẽ phản ứng. Thế nhưng mà cũng có những bộ phận người ta lại phán xét, đúng không ạ? Con bố hiểu, như cái người dân Việt Nam mình đó, nó không phải như người ta, họ đâu có hiểu được điều đó, cái Âu đâu, nó khổ vậy.
tao biết chứ sao tao không biết được, có gì. Nhưng mà cái người dân Việt Nam nó kỳ, mày thấy hai bà đang đi ngon lành gặp nhau ngoài đường, ngay cái đường xe chạy không, ngồi chính giữa đường hai người bà tán không được. mày thấy có nước nào mà được nó tự do cỡ đó. Thực ra đó là cái vô ý thức, nó chẳng phải là vô ý thức thôi đó, thì bởi vì tao mới nói cái đó, tao nói mày là vô ý thức, cái người dân Việt Nam mày vô ý thức đó. Một số người thôi chứ không thể quy kết hết. Tao nói quy kết hết ra là thế này nè, tức là chúng ta phải hiểu, tức là tại sao những cái hình ảnh mà chú cảm thấy á thì rõ ràng là mình thấy trên mạng xã hội đúng không, thì ở đó chúng ta thấy là gì, tức là thời buổi sau này là thí dụ như là mạng xã hội nó phát triển thì họ đưa lên, thì rõ ràng đó là chỉ một trong những cái số nhỏ nào đó thôi. Mà qua câu chuyện nãy giờ mọi người tranh luận á, thì ở đây chúng ta thấy được điều gì? Cái thứ nhất là chúng ta theo quan thấy á, là chúng ta thấy được hai chữ tình và chữ lý. Cái này chính xác. Ở bên Mỹ đi, ở bên Mỹ người ta không cần biết, người ta cứ áp dụng vào luật lý á là người ta xử thôi, không cần nói nhiều. Nhưng ở Việt Nam chúng ta là gì? Đâu đó đúng là vẫn còn cái sự gọi là nương nhẹ quá, như là chung nó còn cái sự người ta xử một cách nhân văn. Có nghĩa là gì? Cái đầu tiên á là người ta muốn ở Việt Nam á, họ muốn mang tính giáo dục trước. Đúng rồi. Còn nếu mà anh mà còn cố chấp anh không chấp hành á, anh cố chấp mạnh sai nữa, anh cố thì làm theo, thì chắc chắn lúc đó áp dụng là lý. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy đó là hai cái thể chế, hai cái chế độ nó khác nhau ở cái gì? Chế độ nào vì dân. Đúng không? Cái đó lại là chúng ta chứng minh được rằng đây là vấn đề đó. Mặc dù đúng, nó xảy ra như vậy thì nó rất là khó chịu, nhưng mà rõ ràng đó, nhà nước chúng ta là nhà nước gì? Do dân và vì dân. Cho nên chính vì vậy, đó là hai cái sự khác biệt. Và ở đây á, theo con tin rằng á, về lâu về dài á, mình phải lên, chắc chắn dần dần người dân họ sẽ tự đưa vào một cái ý thức nào đó để họ chấp hành thôi. Bằng chứng rằng có những cái trường hợp vi phạm hòa quá lố đều bị xử lý, cụ thể như cụ sĩ quan cảnh sát công an gì Lê Thị Hiền đó, ví dụ gây rối ngoài sân bay mọi người nhớ không, lập tức là tước quân tịch, cho ra khỏi ngành liền. Đó như không những người không... cái đó thì quá rõ ràng rồi, cái đó là người đó là gì, anh là người thì thực thi pháp luật mà anh còn sai luật thì họ rất là thẳng tay, sai luật thì phản tay thì dứt anh liền vậy. Còn người dân á, thì đúng, đâu đó có những cái thật sự là đâu đó cũng có người dân, cái ý thức họ còn hơi kém. Và họ phản xạ theo gọi là cái cảm tính, và cái người thực thi pháp luật á, họ cũng hiểu được cái điều đó. Cho nên đâu đó họ có sự nhún nhường nhất định, để làm gì? Và họ muốn là cảm hóa người dân đó để cho người dân nhìn ra cái đúng và sửa sai. Và nếu được mà như vậy thì nó rất là tốt, kết quả nó sẽ tốt hơn. Coi như là với chính sách, theo nghĩa chính sách của Việt Nam á, xử lý như vậy nó sẽ tốt hơn là vấn đề là sai là cứ nắm đầu vô bụp, thì nó khác, hai cái rất là khác. Thì đó, qua đó câu chuyện đó, thật ra thì chung nói cái phần đúng của chung là gì, rõ ràng cái quốc gia nào cũng vậy, đất nước nào cũng, nó không có chuyện này chuyện kia, không có quốc gia nào mà gọi là hoàn mỹ cả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là cái sự khác biệt của cách xử lý để chứng minh được rằng là rõ ràng là Việt Nam là một quốc gia cho dân và vì dân. Quá cái điều đó là không chế giải được. Mình tắt ra là mình tắt cái người dân, họ không hiểu được cái điều đó, họ cảm thấy hiểu được không đó, mình chỉ nói thôi một số người thôi chứ ta không nói hết cả dân. Người dân ở đây đâu đó có những cái mà mình cảm thấy đối với con mắt của mình thấy khó chịu, bởi vì có một số cá thể ngoại cái bằng mình không thể nào mình chấp nhận được cái lối hành xử của họ như vậy, để như vậy cái thực tất mà cần phải lên án để người ta sửa sai, nói thẳng là như vậy. Bởi tao cũng đã nói rồi, cái chỗ này á, anh Cầm à, cái chỗ này là do cái đặc thù của mỗi quốc gia. Ví dụ như tôi nói như cái cụ thể như của Mỹ, thì nó là anh thấy là hiện nay thế giới này nó có bao nhiêu quốc gia thì có bao nhiêu sắc dân ở đó. Rồi châu Âu nó cũng vậy, hầu như là châu Âu rồi các nước trên châu Âu, hầu như là thế giới này có bao nhiêu sắc dân thì là đều có mặt ở các nước châu Âu và Mỹ. Đó thì anh thấy riêng với Mỹ, chính vì cái chỗ mà đa chủng tộc đó mà lại cho sử dụng vũ khí tự do,
bây giờ nó không sử dụng luật triệt để. Cái gì quy định ra nó là cảnh sát giao cho mày làm vậy đó. Mà nếu bây giờ cảnh sát mà không, khi mà có một cái người vi phạm pháp luật hoặc là nghi ngờ thôi, nghi ngờ vi phạm pháp luật, nhưng mà nó khổ một cái thì những người mà họ không rành cái tiếng Anh đó, họ qua họ bập bẹ tiếng Anh, họ nghe họ không rõ, mà nó biểu đưa tay lên mà không đưa mà đem thọt hai tay túi quần là nó bắn thôi. Bởi vì thằng nào cũng được sử dụng súng mà đó. Vì vậy cho nên đặc thù của nước Mỹ đó là như vậy, buộc lòng nước Mỹ nó phải làm như vậy. Còn riêng Việt Nam, đặc tính của người Việt Nam mình thì anh biết rồi đó, thì anh mặc dù anh đi nhưng mà anh vẫn về đi thường xuyên, thì anh biết đặc tính của người Việt Nam mình. Người ta trọng đạo lý, người Việt Nam mình trọng đạo lý. Với hơn nữa thì theo Thư Quang nói đó, cái chính phủ này của dân, vì dân, do dân. Vì vậy cho nên phải từ dân, cái gì cũng phải vì dân hết. Đó, cho nên là đầu tiên anh cho tôi nói hết. Nói đi. Vì vậy cho nên là cái gì cũng mang tính giáo dục trước hết nha, cái gì cũng mang tính giáo dục trước hết. Nhưng mà anh thấy rõ ràng là khi anh vi phạm nghiêm trọng nha, anh vi phạm nghiêm trọng thì luật pháp có tha không, thậm chí xử phạt rất nghiêm khắc, chơi mút khung luôn, có tình tiết tai nạn luôn nữa đó. Thì tôi nói vậy là anh hiểu thôi. Giờ chúng ta là coi tranh luận tới đây đó, mình nói nhau để hiểu chứ không phải tranh luận gì đó. Thì thấy là hai cái tình hình thực tế của Mỹ, của châu Âu nó khác với Việt Nam mình vậy đó. Vì vậy cho nên là mình nên tập cái chỗ này đi nhé, rồi tìm đề tài khác nói cho nó hấp dẫn hơn, chứ tôi nãy giờ tôi cũng hơi quá giờ lên rồi. Nói chung là cái này nó cũng làm cho mình bị ảnh hưởng, coi là mình ý là đất nước mình như vậy, nhân văn như vậy, tình người như vậy, sự sự như vậy rồi, mà mày thấy các cái diễn đàn khốn nạn kia không, nó còn đem lên đâu nói ác độc nào đủ thứ đủ đó, chính vì cái chỗ đó tao mới ghét. Đâu mẹ đất nước tôi không ghét gì đâu, đâu gì đâu chú Cầm ơi, chính chú Cầm đã dùng được cái từ là những diễn đàn khốn nạn kia thì có gì đâu, để qua có gì đâu, vậy là quá đã rồi, còn gì nữa đúng không? vậy thì đâu có gì đâu, để bàn với cái thành phần như vậy. Còn chẳng qua là mình anh em lâu ngày anh em chú cháu gặp lại là đưa vấn đề ra để tám cho vui, và đâu đó thì cũng qua cái câu chuyện tám mà của mọi người ấy, thì chúng ta lại có những thêm góc nhìn mới, thì cái điều đó thì theo mình thấy rất là hay, rất là hay. Giống như là đây là cùng nhau là học hỏi lẫn nhau, cái chuyện đó rất là tốt. Nhưng mà nãy Việt Ra có nói kìa, Việt Ra có nói nè, đâu rồi, để đọc lại câu Việt Ra nè. Thời qua xe rồi, bên Mỹ nó không la lối ồn ào nhưng nó bắt súng vô tận bệnh viện nó thổi thôi kìa đó. Chuyện nó bình thường quá. Ừ mẹ, bởi vậy khổ rượu mà. Cái người Việt hoặc là bất cứ người dân tộc nào cũng vậy, người Hoa, người gì ở bên Mỹ nó đã sợ, còn sợ hơn. Bởi vì khi cảnh sát mà hỏi nó, bắt đầu là nó rung bảy bảy, nó rung lập cập luôn. Tao nói mày đó, nó khác hẳn với cái Việt Nam mình. Nhưng mà Việt Nam mình, bởi vì tao nói mày hoài đó, Việt Nam mình là coi thường quá, lờn quá. Bởi giống cái gian như mày nói về Thơ Quang, là người đây là cảnh sát, là cảnh sát của dân, vì dân, cái gì cũng vì dân cả. Cái thằng dân nó làm liều, nó lì luôn, mà cái cha đồ của tao nó không bắt tao đâu, đừng sợ. Thậm chí nó đang đi giữa đường, nó ngồi xuống giữa đường vậy, nó đơn giản quá rồi, nó tát tỉnh bơ luôn. Con nói chú Cầm với mọi người nè, bây giờ con đưa ra cái dẫn chứng hình ảnh này đơn giản vậy thôi để mọi người thấy nè. Bây giờ một người dân vi phạm đúng không, thì nó sẽ có hai hình thức xử lý. Một là anh công an sẽ bằng cách nào đó nhã nhặn và nhẹ nhàng cố gắng thuyết phục người dân đó để họ nhìn ra cái sai của họ và họ nghiêm túc họ sửa sai và chắc chắn rằng sau này họ sẽ không tái phạm nữa, là một. Hai là người dân sai là không cần biết, cứ tóm về lập biên bản xử phạt, thậm chí là nhốt tù, đúng không? Đó, coi như cách ly khỏi xã hội thì hai phương án đó, phương án nào tốt hơn? Phương án bỏ tù sướng hơn, bỏ tù tốt hơn. Đó, ví dụ hai phương án đó thì phương án nào nó sẽ đẹp hơn cho xã hội, nó đẹp hơn cho mọi người và nó tốt hơn, đúng không? Và nó chống lãng phí nữa, nó không lãng phí và tiền của mày thấy có một cô gái ở trên cầu Thăng Long chạy ngược chiều lái một cái chiếc xe hơi, xong cái bị cảnh sát tới làm hoàng xong, thì cái cô này cũng sang trọng lắm, bận dùng bộ đồ áo dài zip rồi, xong tới cự cãi với cảnh sát giao thông mà người ta bả đi ngược chiều nha, bả đi rồi xong rồi bả nhào vô tát quýnh cảnh sát te tua mà đàn bà đó. Mình nghĩ vậy, cái người có chuyện đó có đáng tính, có đáng lên bé biết có bị nhấu không? Thôi anh em thôi, ok bỏ qua chuyện nhau nha, rồi tôi quá giờ lên rồi, tao cũng đi ngủ.
bây giờ cũng tối rồi, 10 giờ 10 nay nói chuyện nhau nha. Dạ. Ok con chào. Cho... Rồi chào bà con, cảm ơn bà con. Rồi chào cơ quan, hẹn lại năm sau gặp lại á. Đâu ok. À ok, cảm ơn.